Tựa game nào hấp dẫn nhất trong tuần, siêu phẩm nào đang được ngóng chờ nhất và những nhận xét của chuyên gia, tất cả đều có trong chuyên mục tổng hợp chơi game gì tuần này của gamehub.vn. Nào chúng ta hãy cùng khám phá xem tuần này có gì nhé. Castle of Legends, tựa JMORPG dưới tay Trang Yu, cha đẻ của Thiên Long Bát Bộ, chính là một trong những lựa chọn dành cho bạn. Mang phong cách nhập vai truyền thống nhưng kết hợp với thể loại quản lý xây dựng, Castle of Legends hứa hẹn sẽ trở thành một cái tên mà game thủ mobile không thể bỏ qua vào thời điểm hiện tại. Hơn hết, tựa game này có chính thức hỗ trợ tiếng Việt với chất lượng dịch thuật cao, chắc chắn sẽ là một yếu tố thu hút game thủ nước nhà đến thưởng thức. Chính vì thế bạn còn chần chờ gì nữa mà không tải game về ngay từ bây giờ? Câu chuyện của Reporter The Beginning bắt đầu tại một thị trấn nhỏ không tên tại nước Nga, khi nơi đây bất ngờ xảy ra hàng loạt vụ giết người ghê tởm và tàn bạo chưa từng thấy. Bạn sẽ vào vai một người phóng viên mang khao khát lật tìm sự thật mà không hay biết rằng mình đang bước vào chỗ chết. Để bắt đầu hành trình vào chốn địa ngục trần gian, Reporter The Beginning cho game thủ hòa mình vào góc nhìn thứ nhất với công cụ đồng nhất là chiếc smartphone trên tay. Ở đây người chơi sẽ phải lần mò trong những căn phòng chật chội, những hành lang tăm tối để mở đường thoát thân và lần tìm ra câu trả lời cho những vụ giết người. Nếu bạn không sợ chết, nếu bạn không màng sự tra tấn về thể xác và tinh thần, nếu bạn muốn xem đồng nghiệp của mình sống sót được bao lâu, thì hãy bắt đầu cuộc hành trình u ám bằng nhất mobile và tải game ở đường link bên dưới nhé! Night Fever mang lối chơi đơn giản nhưng vô cùng độc đáo, thể hiện qua màn hình ngang được chia thành 4 hàng khác nhau. Mỗi hàng sẽ chấn giữ bởi một thành viên trong đội hình và có khả năng tự động tấn công khi chạm mặt quái vật. Nhưng điều đó không có nghĩa là game thủ sẽ khoanh tay đứng nhìn suốt chiều dài trận đấu, vì game đòi hỏi party phải thay đổi liên tục vị trí nhằm tránh việc kẻ thù chỉ chú ý đến một người. Cơ chế này cho phép những thành viên sắp hết máu có thể nghỉ ngơi và cho đồng đội tạm thời đảm đương nhiệm vụ thay mình. Không những thế, Night Fever còn cho người chơi phải tự tay kích hoạt skill của từng thành viên, giúp họ giải phóng sức mạnh khi bị ngợp trước số lượng kẻ thù quá đông hay những con trùm dai máu. Bạn có thể trải nghiệm ngay game này bằng cách tải ở đường link bên dưới nhé! Game vượt ngục dành cho Android mang tên The Escapist vừa đánh tiếng làng game cách đây không lâu, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị nhất cho game thủ. Trong game, người chơi sẽ tùy chỉnh tên tuổi cũng như ngoại hình của tù nhân và thực hiện những công cuộc vượt ngục đầy khó khăn hiểm hóc. Bạn cần tận dụng một cách sáng tạo các đồ vật quản lý và chế luyện như tạo nên một shock mask hay là comb blade nhằm qua mắt quản ngục, đồng thời tạo ra một lỗ thông hơi để nhân vật thoát khỏi ngục tù. Bên cạnh đó, bạn cũng cần quan sát để nhận ra những điều mình cần hoàn thành và giảm thiểu nguy cơ bị bắt nhốt trở lại. Hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì cầm máy lên và cùng vượt ngục với The Escapist đi thôi! Với Dream City Idol, người chơi sẽ phải bắt đầu game như một kẻ vô danh. Xong, ngay sau đó bạn sẽ nhanh chóng đạt được thứ hạng và giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Dream City Idol mang đến cho người chơi rất nhiều điều đáng kể. Trong đó, trước tiên chúng ta phải kể tới hệ thống xếp hạng rõ ràng, đòi hỏi người chơi phải nỗ lực để đạt được thành công trên con đường trở thành idol. Bên cạnh đó, người chơi còn cần tương tác với hàng ngàn game thủ, tìm được đồng đội để cùng nhau thực hiện ước mơ nổi tiếng. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh không chỉ biểu tượng của mình mà còn là nhà, thú cưng, thậm chí là cửa hàng riêng của chính mình. Hãy thoải mái sống trong một thành phố với nhiều điều mới lạ, kiếm tiền, yêu và tham gia các câu lạc bộ theo ý muốn của bản thân. Để tham gia thưởng thức Dream City Idol, mời bạn tải game ở đường link bên dưới nhé! 1942 Mobile đưa game thủ vào vị trí chỉ huy những chiếc chiến đấu cơ thời Thế chiến thứ 2, thực hiện vô vàn nhiệm vụ cho quân đội đồng minh và tấn công Đức quốc xã. Được bố trí hoàn toàn theo màn hình dọc, game thủ có thể điều khiển thoải mái chiến đấu vượt qua làn đạn chằng chịt của kẻ thù. Thành thật mà nói, nếu mang đồ họa của 1942 ra so sánh với thời đại ngày nay, tựa game sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng với chúng ta, bất kể 1942 có xấu xí như thế nào theo thời gian, thì nó vẫn đẹp trong lòng biết bao thế hệ. Chính vì thế mà hình ảnh của game có đơn giản, gam màu có nhợt nhạt hay mô hình có góc cạnh hiển hiện chấm pixel, thì chúng ta vẫn yêu quý nó như một giá trị không phai cách đây bao nhiêu năm. Và đây chính là lúc để chúng ta hành trình trở về tuổi thơ của mình bằng cách tải 1942 Mobile miễn phí trực tiếp ở đường link bên dưới. Trên đây là những tựa game hấp dẫn mà GameHub tổng hợp cho các bạn. Hãy tiếp tục theo dõi GameHub để cập nhật những thông tin nóng nhất, những tựa game đáng chơi nhất trong tuần nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!